Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm 5004V. Trước đó, Công an thành phố Thủ Đức đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Xuân Hải, giám đốc trung tâm đăng kiểm 5004V cùng phó giám đốc Chu Đình Hiệp để điều tra về sai phạm tại trung tâm đăng kiểm này. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Cũng trong sáng nay, nhiều phương tiện cơ giới đến trung tâm đăng kiểm 5004V để đăng kiểm đều phải quay về. Liên quan đến sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm, đến nay cơ quan chức năng đã khởi tố bắt giam hàng trăm lãnh đạo đăng kiểm viên để điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu cho biết đơn vị vừa thi hành lệnh bắt giam đối với một đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Lệnh bắt giam được thi hành vào ngày 5 tháng 12. Bị can là anh Lò Văn Chính, sinh năm 1978, trú tại bản xã Phường Na Lai, thị xã Mường Lai, tỉnh Điện Biên. Theo hồ sơ vụ án, ngày 17 tháng 10 năm 2022, Lò Văn Chính bị Ủy ban dân xã Chăn Nưa xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng thông thường, không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền bằng hình thức phạt tiền 2 triệu đồng. Tuy nhiên, sau gây xử phạt, chính đã không chấp hành. Ngày 12 tháng 9 năm 2023, Công an huyện Sinh Hồ phối hợp với Ủy ban dân xã Chăn Nưa tuần tra kiểm soát tại khu vực Huổi Co Yêu thuộc bản trường Chăn Một xã Chăn Nưa tiếp tục phát hiện Lò Văn Chính có hành vi khai thác khoáng sản đá phiến Thạch Anh trái phép. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sinh Hồ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 8 tháng 12, Công an tỉnh Hà Tĩnh huy động tổng lực các lực lượng phối hợp với trại giam Xuân Hà, Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở Giáo dục bắt buộc Trường Giáo dưỡng, Bộ Công an truy bắt hai đối tượng truy nã bỏ trốn tại trại giam Xuân Hà. Trước đó khoảng 15 giờ ngày 6 tháng 12, lợi dụng sơ hở, hai phạm nhân Phan Công Thành sinh năm 1987, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà và Nguyễn Đắc Hoàng sinh năm 1984, xã Cầm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên đã bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà cơ sở 2 đóng tại xã cẩm sơn huyện cẩm xuyên ngay sau khi phát hiện hai phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam ban giám thị trại giam xuân hà đã thông tin cho các lực lượng chức năng người dân biết để đề phòng phối hợp truy bắt đồng thời tổ chức lực lượng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ mới với mục tiêu sớm truy bắt các phạm nhân hiện các lực lượng đang giáo diết triển khai các phương án truy bắt các đối tượng Ngày 8 tháng 12, Tòa dân tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Đình Thị Hải Yến, sinh năm 1978, trú tại xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa, về tội mua bán trái phép chất ma túy và bị cáo Khăm Lạ Công Mạ Ni, sinh năm 1981, trú tại thành phố Cây Sòn Phong Vi Hẳn, tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tội vận chuyển trái phép chất ma túy, mức án tử hình. Phiên tòa sơ thẩm được xét xử trực tuyến, Yến khai nhận mua ma túy để kiếm lời. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Yến hối hận, liên tục khóc và mong được có một cơ hội để được sống trở về với các con. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Hải Yến và Khăm Lạ Công Mại Vi mức án tử hình.